Dạ thì cũng tới giờ đưa Xong tiễn giờ chị đi hỏa táng rồi còn các bạn chị. Bây giờ thì hai đứa con của chị đang quỳ lại và đốt nhang thắp hương cho chị Hạnh lần cuối các bạn chị. Lễ ba mê ba nhà Ba bye, ba lại, ba lại. Cái cụ mình sao? Cái cụ mình con đi làm bằng con nên cao kinh hài nhan hồi hoa yếu việt quê giá không tham ân thòi mất lòng tâm tử đáy đầu nguy nước xa đổ Dạ cảm ơn chị Nguyễn Tiền nha. Nguyện dâng linh tòa hạ chứng chi lễ vi quan ban cho Kiếm cho thầy một cái ly đặng họ thầy sấy đặng đi xả tan cho cổ này cổ người ta đợi tan cho cha mẹ cổ nữa dạ ta có cái ly hết cái ly đây hương quê thần na nam mô nhất tâm phụng thần trình quyền tấn hư kim dĩ đáo khai linh đang 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 chụp đang đi chụp hình khói trắng bay xa nguyện giáng linh tòa chứng minh công ma đức alo lễ nhị bái cháu có đang quay con đang quay nè bình thân gia quê hương quê thần nam mô nhất tâm phụng thần nay nhờ nguyện lực bồ đề đánh tan giấc mộng hồn về tây phương cảnh vật nhân sầu qua ảm đạm vật tùy hình tuyết quá nghiệp đê mê thường đường lễ tất phải lui về tạm nghỉ một đêm tại chốn quê
mai đến tùy ai đưa đón mặt đường qua tứ Phật một lần về. Phan cơ hoa kiền tiền trà chẳng ta mà tôn để nghe bái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên đây nó bị mất sóng á, em nó phát chậm cái comment của cả nhà đó cả nhà. Dạ. Có chữ xe đang ghé đó. Dạ, cảm ơn anh Tấn Thành nha. Dạ. Đó à. Đó ghé thì chữ. Bên em đi chờ. Đây ạ, dạ, đó bên đường là chỗ của chị anh bị tai nạn hôm qua. Ví dụ đâu ta? Ví dụ. Ví dụ của con. Dạ, dạ, dạ. Dù của con mới là Dương để đâu đây? Có gì che ông bà?
để đây chờ chút, chờ chút con, từ từ con, rồi rồi rồi, vậy, rồi rồi con. Dạ, dạ muốn xuống. Có gì đây với lại nha. Hello cả mọi người nha, đây là hiện trường vụ thảm khốc chiều hôm qua nha mọi người. Thank you.
Hello tất cả mọi người đang xem, đây là hiện trường vụ án chồng giết vợ chiều qua nha, tại Bình Phước nha. Người đi ngang A Di Đà Phật cho chị siêu thoát nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ở Bình Phước nha các chị. Đây, hiện trường vụ án nha mọi người. Giờ thầy đang siêu độ siêu thoát cho chị ấy nha. Che mất rồi, đi cho đỡ nắng. Trời, che không hết nữa. Cầm tự che đi trời.